Hi, welcome back to my channel. Start's gonna go. Traffic reader, let go. Oh my God. Thank you.
cowboy! Ride him, cowboy! OK, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Phase S. Thank you.
Let go. Ok, lại nào. Quả vừa rồi đúng lúc về đích thì bị ngã luôn. Rushing. Đúng không? Được rồi, đúng không? Mình sẽ sang cái tiếp theo. Let go. Thank you.
Let's go. Sẽ xem trong chiếc xe có những cái gì. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lắp vào chiếc xe này. Khá là giật và các bạn sẽ phải đợi một lúc để cho nó bình thường lại. Được rồi, đây là một trong những cái khó nhé, các bạn sẽ phải lái khá là dài.
xin xin bạc. Rushing. Yeah.
không update được. Phải mở về nó hiện một cái để update. Được chưa? Ba xe luôn. River. Mexico. Thank you.
Let's go, Rust Story Bar. Và đây là review Rust Racing Bar. Ủa, cái này phải download thêm này. Và mình sẽ đợi xem có nhanh không. 400 mb rồi. Cũng nhanh thôi. Sẽ chờ khoảng trong vòng có thể là được 1 phút. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Thank you so much. Và đây là một trong những tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và nó là một tựa game khá đẹp mắt các bạn nhé. Cũng nâu đấy. Rồi mới được có hơn 500 mb thôi. Nâu rồi. Vậy thì mình sẽ chuyển tựa game tiếp theo đây. Thank you.
xếp thứ 6 rồi. Không phải. Vẫn chưa về đích à? Thứ 6 rồi. Mình sẽ sang tới cái tiếp theo.
Traffic Stall. Let's go. Let's go. Tựa game này cũng chơi cũng hay các bạn nhá. Play. We'll be right back.
cao nhất là 354. You're racing through the heart of Reaper territory, but it's the fastest way to the bounty. Good luck. Nào ngáo này, anh chàng nào muốn đánh nhau? Anh chàng nào muốn đánh nhau? Oh my god. Oh my god. Rồi luôn xuống dưới luôn. Kiểu cả cảnh sát kìa. Xe máy này khá là cao luôn và điều khiển cũng khá là khó. Các bạn chỉ cần đâm vào đâu đấy là đi luôn rồi. Nicely done.
Damn, that was brutal. Nice takedown. You make the jackal proud. Oh my gosh. My God. Whoa, 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 poi lanciò. Xong với đích rồi. Vẫn khoai luôn. Fucking artist, kid. The road's your canvas and you paint it with blood. Rushing is coming. Oh my gosh, khá giật mình. Wow, tiếng kêu vừa rồi. Ok. Need for speed, no limit. Thank you.
Ồ, cái đó lại không được không ạ? Oh my god. Moules. Các bạn sẽ kéo chiếc xe này về kia. Đây là nhiệm vụ của các bạn. Ok. Rồi. Và mình sẽ sang được cái thứ trong. Push Simulator. Sao dám chắn đường xe mình? Xe mình nó to rồi còn bị chắn luôn. Hello. 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 Next stop, California Street. Đây các bạn sẽ là người lái xe buýt trong thành phố này. Turn right. Turn left. Tiếp tục các bạn đi đến những điểm khác, sau đó thì các bạn sẽ thả luôn. Và tiếp tục các bạn đóng và đi điểm khác nha. Đó, tôi thấy các bạn sẽ còn lại. Mình nhiệm vụ. Oh, cái này nó có từng nhiệm vụ một. Ok.